Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game trò tiếp. Để xem nào, trò đầu tiên là Tôm Tam Đức. Lần này mình chọn nhân vật khác. Trò tiếp theo là Minion rút. Thank you.
Vâng, xem. Mở có nhân vật mới nha. Hình như là hết rồi. Trò tiếp theo là tôm Goron. Mở hòm cái sắt trước tiên. Bắt đầu chạy nào. Còn một trang phục nữa chứ muốn được mà khóa. Trò tiếp theo. Okay, bắt đầu chạy. Rồi chúng đang đuổi theo xong.
use those keys to unlock chests. Great job! Ouch, that's smart. You need to watch out for those. Bộ trang phục mới rồi. Tiếp theo là Sony Dark. Chơi có vẻ mình hơi nhiều. Thank you.
Hurry! Đánh bại admin. Kim cương. Trò tiếp theo thêm bronze cube. Vào chơi. Bắt đầu tăng tốc khởi động. Cầu kiểu này giữ thăng bằng được. Lên bờ được rồi. Trò tiếp theo là sandwich run luôn.
Bắt đầu làm sandwich từ level 60 nhé. Level 62. Và cuối cùng là Tamaran. Điểm này bị 6 nhỉ? Không dùng được không? Vừa mới vào đây thì mày xanh lẻ hết này, không chơi được không? Thôi video đấy là hết, cảm ơn các bạn đã xem nhé.